Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với bản tin của kênh Anh Real ICO ngày hôm nay. Thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những cái xu hướng mới nhất của thị trường, đặc biệt là xu hướng của Bitcoin. Thì như chúng ta đều biết là Bitcoin đang có cái mức giá là 9.000 năm nó có sự sụt giảm so với khoảng thời gian những ngày trước. Tuy nhiên thì cái sự sụt giảm này mình đánh giá là một trong những cái xu hướng rất là quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi. À, cho tôi cho tôi cái điểm này vì cái xu hướng này nó sẽ quyết định cái xu hướng trong phần còn lại của năm 2019 Và thậm chí là cái xu hướng trong dài hạn của Bitcoin nữa thì nên đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải hết sức là tập trung cũng như là theo dõi sát sao những cái diễn biến của thị trường và qua đó thì chúng ta sẽ có được cái kế hoạch phù hợp đó à, và tất nhiên là những cái thông tin những cái ý kiến mình đưa ra nó là ý kiến cá nhân và các bạn nên tham khảo thêm nhiều thông tin từ các nguồn khác nữa thì sẽ giúp các bạn có một cái kế hoạch uh, tốt hơn và chính xác hơn, đúng không ạ? Và với những cái bạn nào mà mới uh, xem kênh YouTube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông để khi nào mình làm những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ngoài ra thì các bạn hãy follow hai kênh Telegram mà mình để ở dưới phần liên hệ. đó thì kênh uh, Tra uh, Trading FOMO là kênh mà mình update những cái tín hiệu trade. À, liên quan đến à, à, tín hiệu Bitcoin, thậm chí là những cái altcoin và gần đây thì mình có share thêm cả những thông tin liên quan đến à, tín hiệu Mergin nữa. Thì các bạn nào quan tâm thì các bạn à, nên tham gia vào cái kênh này cùng với kênh YouTube thì sẽ giúp các bạn à, à, cập nhật thông tin một cách à, kịp thời và chính xác hơn. Và hiện tại thì mình đang khá là bận rộn à, tham gia cái giải của sàn giao dịch Snapix Thì à, team anh review của chúng ta đang có thứ hạng thứ 14 trên bảng xếp hạng đây cũng không phải là thứ hạng quá tệ tuy nhiên thì mục tiêu của mình là sẽ lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng khi mà cuộc thi này kết thúc đó thì tất cả các thành viên cũng như là mình đang rất là cố gắng để đạt được cái mục tiêu này và nếu như các bạn nào mà quan tâm hoặc là các bạn muốn join cái team review thì các bạn có thể lên trang snapic.com để các bạn tìm cái nhóm này và tham gia hoặc là các bạn vào kênh Telegram thì mình có update những cái thông tin ở trên đó vì lọt à, vào top 10 thì có cái giải thưởng là tối thiểu là 20.000 đô cũng là một giải thưởng khá là hấp dẫn, đúng không ạ thì à, mình cùng với cả các đồng đội rất là cố gắng để có thể <laughs> có thể đạt được cái mục tiêu này mặc dù nó không phải là dễ dàng bởi vì các nhóm ở trên thế giới họ cũng rất là mạnh. đó thì mình sẽ update thêm cho các bạn thông tin về cái cuộc thi này khi mà nó kết thúc. còn bạn nào quan tâm thì các bạn có thể à, tham khảo ở trên kênh telegram. À, quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy các bạn có thể thấy là chúng ta hiện tại mình đang mở chart cả daily thì trong cái video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cả xu hướng ngắn hạn xu hướng trung hạn và cả xu hướng dài hạn luôn Để các bạn nắm được thông tin để các bạn biết đường các bạn xử lý khi mà có những cái biến động giá thì các bạn có thể thấy là trong cái thời điểm mà chúng ta vụt lên vùng 14 ngàn và chúng ta đúng không sideways sideways sideway, giảm sideways này. Đúng không ạ? giảm giảm dần giảm dần các bạn sẽ các bạn có thể thấy là cái đỉnh sau nó luôn luôn thấp hơn đỉnh trước thì cái điều này nó có cái dấu hiệu là 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 chúng ta đang ở trong cái downtrend trong cái khoảng thời gian này và cái đáy các bạn thấy là cái vùng 9.004 được uh, xác lập thành một cái vùng uh, hỗ trợ và hiện tại chúng ta đang sideways quanh cái vùng này, trong cái hình uh, tam giác này và càng uh, và chính vì thế thì nên là trong cái chart daily ấy, thì uh, trong chart daily thì uh, rất có thể là trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những cái khoảng uh, di chuyển của đồ thị giá trong Ờ, cái, uh, cái 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 cạnh của tam giác trong cái góc của, của tam giác và càng về gần góc của cái tam giác thì nó sẽ càng có cái biên độ uh, nhỏ dần và sau khi đến một cái mức độ nó khi mà cái mức giá của bitcoin bị nén quá là chặt ấy, thì nó sẽ uh, nó sẽ phải thoát ra khỏi cái tam giác này và nó có thể thoát ra theo hướng nó thoát lên trên hoặc là thoát xuống dưới À, kể cả thoát lên trên thoát xuống dưới thì cái xu hướng nó đều rất là mạnh nó cái, uh, cái uh, mô hình uh, cờ này là như vậy cái mô hình cờ là khi mà đường giá thoát khỏi uh, cái lá cờ thì nó sẽ sẽ cho cho chúng ta một cái xu hướng rất là mạnh đó còn chúng, chúng ta hiện tại chúng ta chưa rõ nó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm uh, thời điểm hiện tại thì bitcoin có vẻ như là đang được cầm chân ở vùng 9.500 đô Như mình đã chia sẻ vùng này thì bitcoin đã được cầm chân À, không dưới 3 lần trong uh, khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại và đây cũng là vùng support khá là cứng. Nếu như là bitcoin tụt khỏi dưới cái vùng 9.000 năm thì cái cột sản sẽ rất là mạnh, sẽ đâm rất là mạnh các bạn lưu ý nhé, bởi vì đây nó là đường hỗ trợ rất là mạnh. Và khi mà chúng ta thủng đường hỗ trợ mạnh thì uh, uh, thì cái áp lực sell nó sẽ rất là mạnh. Đó và đó sẽ là cái điều mà chúng ta sẽ 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 cần phải 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 chú ý và và quan tâm. Hiện tại thì uh, mình chưa thấy Uh, hiện tại thì chúng ta vẫn có thể có hy vọng bitcoin sẽ có thể hồi phục lên quanh cái vùng 10k khi mà chạm vào cái đường này đó nó sẽ quanh quẩn ở trong cái vùng này mình nghĩ là sẽ quanh quẩn ở trong cái vùng này trước khi mà nó sẽ có một cái xu hướng mới đó trực, uh, hoặc là uh, nếu như mà có một cái đợt pump hoặc là đợt xả gọi là bất thường ấy thì lúc đó mình sẽ update uh, lại cho các bạn tình hình thị trường còn trên chạc uh, daily thì nói chung là nó chưa có um, quá nhiều điều để chúng ta chúng ta chúng ta bàn 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 bạc đó chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi mà có một cái xu hướng mới thì chúng ta mới có thể uh, thảo luận tiếp đó, trong trong chạc ngắn hạn thì các bạn cũng cần phải lưu ý uh, có một cái và trong cái video này uh, mình muốn cập nhật lại một lần nữa liên quan tới một cái đường support mà mình coi mà mình coi đây là đường support quan trọng nhất trong cái đồ thị giá của Bitcoin trên chart weekly đó là đường EMA 21 thì đường EMA 21 thì đường này thì mình đã chia sẻ với các bạn ở các video trước rồi đúng không ạ? Các bạn cũng đã biết được cái tầm quan trọng của cái đường EMA 21 rồi. Đó, nó là cái đường support cho Bitcoin từ tháng mùng 5 tháng 10 năm 2015 cho tới tháng 12 năm 2017, có nghĩa là hơn 2 năm. Đó, hơn 2 năm trong khoảng thời gian mà Bitcoin có một cái uptrend thì Bitcoin chưa bao giờ rơi xuống dưới đường EMA21 và vì thế đây là một cái đường rất là hỗ trợ rất là quan trọng nếu như chúng ta à, mong muốn thời gian sắp tới của chúng ta năm 2019 là 2020 sẽ là một cái thời điểm uptrend ấy thì chúng ta sẽ phải giữ cho cái đồ thị giá của Jack Quickly nằm trên đường EMA21 này. Đây là cái điều mà rất là quan trọng. Các bạn thể thấy trong quá khứ có rất là nhiều lần đường EMA21 bị test lại này đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên thì nếu như mà nó có giảm thì nó cũng chỉ là những cái dâu mà thôi. Nó cũng chỉ những cái dâu sau đó nó sẽ hồi phục lại. Đó, thế nên là Đường này là cái đường vô cùng quan trọng và các bạn nhìn thấy này Khi mà chúng ta nằm dưới đường EMA1 thì sao ạ? Nó là một cái downtrend rất là mạnh nữa Từ thời điểm mà Bitcoin rơi xuống dưới đường EMA1 là Bitcoin tầm 10.200 uh, 10.300 đô Đúng không ạ? Là, là cái thời điểm này các bạn có thể thấy là chúng ta đóng đến dưới đường EMA1 này Nó đã giờ báo hiệu cho chúng ta rằng là một cái downtrend đang diễn ra Và đúng như vậy thì Bitcoin giảm xuống đáy là 3.200, 3.300 và mất một khoảng thời gian thì chúng ta mới bắt đầu vượt lên được là vào tháng 4 2019 là chúng ta bắt đầu lại vượt lên trên đường EMA21. Đó thì thì chúng ta sẽ cần phải uh, uh, theo dõi rất là sát sao cái uh, đổi thị giá của Bitcoin trên chart weekly đối với đường EMA21 này thì chúng ta sẽ đánh giá được là liệu chúng ta có đang trong một cái uptrend thực sự hay không. Và trong thời điểm hiện tại thì cái mức giá của Bitcoin đã rất là sát so với cái đường ema một đó là mốc uh, 9.520 đô khi mà mình xem ở trên uh, trên trên uh, sàn FINEX đó và cái đường ema 21 nó sẽ tương đương với cái giá trị là 9.000 đô như vậy là cái vùng 9.000 đô sẽ là cái vùng gọi là key support uh, rất là quan trọng của của đội giá của Bitcoin trong tháng 9 sắp tới uh, tháng 9 sắp tới mình nghĩ sẽ là một cái tháng có cái sự quyết định cho cái xu hướng trong dài hạn của Bitcoin nếu như uh, tháng 9 này mà Bitcoin có thể là không tăng trưởng nhưng mà vẫn quanh quẩn trên cái vùng từ 9.000 năm cho đến 10 10.000 hoặc 11.000 nữa thì nó là một cái dấu hiệu tốt. Đó, rất có thể là Bitcoin sẽ test lại đường EMA 21 nằm ở mức 9.000, miễn là Bitcoin không đóng đến tuần dưới đường này thì chúng ta hoàn toàn có thể vẫn có thể tin tưởng rằng là trong xu hướng dài hạn chúng ta vẫn đang đang trong cái uptrend. Đó và cái xu hướng này nó sẽ bị phá vỡ khi mà chúng ta có một cột nến tuần đóng dưới đường EMA 21 giống như ở đây. Đấy có thể thấy rất là rõ này đây chính là cái thời điểm mà chúng ta nếu như nó lặp lại đây này nếu mà chuyện đây đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cần phải 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 xem xét lại đồ thị đây đó, cái cột nến này là cái cột nến mà chúng ta dự báo được đó các bạn thấy không ạ cột nến là cột nến mà chúng ta đóng nến đóng nến tuần dưới đường EMA 1 này và đây chính là cái thời điểm mà nó sẽ báo hiệu cho chúng ta một cái downtrend quay trở lại đó thì chúng ta sẽ cần phải uh, theo dõi tiếp cái xu hướng của của Bitcoin trong tháng 9. Đó, hy vọng là những cái nến của tháng 9 sẽ vẫn đóng trên đường EMA 1 thì chúng ta uh, sẽ có 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 cái cơ hội tăng trưởng à, tiếp theo với những cái mục tiêu cao hơn à, là 14.000 đô trong thời gian còn lại của năm à, hoặc là sang năm 2020. Đó thì rất là đơn giản như vậy thôi, chúng ta dùng một công cụ rất là dễ dàng để sử dụng và chúng ta theo dõi. Tuy nhiên thì đây nó là một công cụ theo theo xu hướng khá là dài hạn bởi vì một cây nến nó mất một tuần thì nó mới hoàn thành thế nên là nó rất là dễ nếu như các bạn mở những cái chặt ngắn quá thì các bạn rất là dễ bị nhiễu đó hoàn toàn là bitcoin có thể có cái ngưỡng giá mà xuống dưới 9.000 đô tám ngàn năm hoặc tám ngàn hoàn toàn có thể tuy nhiên là khi mà đóng nến ấy. khi mà đóng nến thì nếu như đóng nến mà trên trên chín ngàn thì nó vẫn là một cái dấu hiệu tích cực còn nếu mà đóng nến mà dưới chín ngàn thì các bạn nên cẩn thận chúng ta nên cẩn thận và xem xét lại đó thì đối với những cái bạn nào mà ờ uh, mà, mà, mà chờ để mua bitcoin thì mình nghĩ là các bạn uh, chờ đợi thêm một chút xem bạn chờ đợi thêm thì chúng ta sẽ có cái vùng uh, giá nó tốt hơn còn đối với những bạn nào mà đánh long đánh short ấy, thì uh, các bạn mình nghĩ là các bạn nên đợi xem là bitcoin phản ứng như thế nào khi mà chạm vào đường ima một cái vùng này là cái vùng mà khá là nhạy cảm và vùng này là cái vùng mà chúng ta đánh long short khá là hên xui Đó, nếu như mà nó rơi xuống dưới vùng uh, vùng ema một thì mình nghĩ là cái áp lực sell khá lớn các bạn đánh short rất là ok đó, còn nếu mà nó bật lại thì cái cái sức bật nó cũng tương đối lớn đó bởi vì uh, đây là một đường support mạnh và khi mà chạm vào đường support mạnh thì nó sẽ bật lên rất là mạnh thì các bạn nhìn thấy trong quá khứ này, đấy các bạn cứ muốn xem xem là điều gì xảy ra gọi là điều gì có thể diễn ra thì các bạn nhìn lại những gì đã diễn ra trong quá khứ thôi các bạn thấy con thế là đó khi mà nó chạm vào đường EMA một cái nó bật lên rất là nhanh đúng ạ đó chúng ta đánh lệnh long rất là ok đây đây cũng thế này chạm phát là bật lên rất là nhanh đó thì uh, À, mình nghĩ đó sẽ là cái phản ứng um, tích cực của của đô thị nếu như uh, đô thị đang ở trong cái uptrend thì nó sẽ phản ứng như vậy đối với đường i 21 và chúng ta cùng phải, phải phải theo dõi thêm đó là trên chart uh, weekly mình muốn uh, các bạn uh, quan tâm tới cái vùng già đó là vùng uh, 9.000 đô từ 8 ngàn đến chín đô sẽ là cái vùng mà các bạn uh, quan tâm và tháng 9 này sẽ là cái tháng tháng mà 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 chúng ta sẽ đi vào những cái thời điểm gọi là quyết định một cái xu hướng trong trong dài hạn đó trong ngắn hạn đó nếu như mà chúng ta đóng dưới cái vùng này chúng ta giảm sâu thì tạm thời cái uptrend từ 3.000 đến 14.000 đô là kết thúc chúng ta sẽ không có một cái target cao hơn tuy nhiên nó vẫn duy trì nếu nó vẫn duy trì được ở trên cái vùng này thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, nghĩ tới những cái target cao hơn đúng không ạ đó là ở trên uh, chart uh, weekly uh, mình nghĩ là uh, mình hy vọng là các bạn cũng đã có được những cái uh, idea ở trong 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 đầu là chúng ta nên làm gì đối với cái thời gian tới uh, đặc biệt là đối với những bạn nằm hâu hoặc là chơi bitcoin À, à, một cái chặt nữa mà mình cũng muốn à, cho các bạn xem Nhìn thấy nó có vẻ là khá là dối dám Tuy nhiên thì đây chỉ là ba bốn cái đường MA thôi bốn à, cái đường MA theo thứ tự tăng dần là MA21 là màu vàng MA100 là màu xanh lạc cây MA50 là màu xanh lục Và MA200 là đường màu đỏ Thì à, à, những cái đường MA này nó sẽ cho chúng ta À, những cái uh, dự báo uh, rất là hay, rất là rất là rất là chuẩn xác. Nếu như các bạn nào mà chưa xem thì các bạn nên xem lại cái uh, bài học số 4 trong cái series video trên Ninh, thì mình cũng đã uh, chia sẻ về cái đường MA. Đây là cái công cụ mà uh, khá là giúp cho chúng ta có thể dự đoán được một cái uh, gọi là một cái cái price action trong trong tương lai. Thì có thể thấy là trong quá khứ thì chúng ta sẽ có hai cái thời điểm mà chúng ta cần phải quan tâm uh, đối với đường MA. Đó là thời điểm mà hai đường màu đường MA màu xanh đường MA và đường màu va màu vàng cắt nhau. Có nghĩa là đường MA 21 và đường MA 100 cắt nhau. Đó và sau đó thì đường MA 21 nằm trên đường MA 100. Thì đây là cái dấu hiệu đầu tiên cho chúng ta thấy vào điểm thời điểm năm 2015 là một cái uptrend đã bắt đầu. Tuy nhiên thì cái điều kiện đủ của nó, cái điều kiện cần là hai đường MA này cắt nhau và điều kiện đủ của nó là cái đường MA 21 nó phải đóng vai trò đường support cho đồ thị giá thì, đó thì hai cái điều kiện này đáp ứng được thì chúng ta có thể coi đó là uptrend. Đó. Và một cái dấu hiệu thứ hai đó là khi đường MA màu xanh là cây và đường MA màu xanh lục cắt nhau. Tức là đường MA 50 và đường MA 100 cắt nhau. Đó. sau đó đường MA 50 nằm trên đường MA 100 thì chúng ta lại tiếp tục có một cái sự tăng trưởng tiếp. Đó thì các bạn có thể thấy và sau đó thì đồ thị giá tiếp tục nằm trên đường MA 21 và tiếp tục nằm trên tất cả những cái đường MA khác thì đây là cái dấu hiệu cho thấy là một cái uptrend nó đang diễn ra à, khi mà hai cái đường MA gọi là MA nhanh và MA chậm cắt nhau thì nó mà đường MA nhanh ý, nằm trên đường MA chậm có nghĩa là đường MA uh, nhỏ hơn nằm trên đường MA lớn hơn thì nó thể hiện cho cái xu hướng là, là tăng trưởng của của đô thị đó thì hai cái điểm này nó thể hiện cái điều như vậy và nó support cho một cái sự tăng giá của của đô thị giá và miễn là uh, đô thị giá không được nằm dưới đường MA 21 uh, là tối thiểu đó thì ở thời điểm hiện tại cũng như vậy các bạn có thể thấy này khi mà chúng ta tụt rất là mạnh à chúng ta tụt xuống ba ngàn các bạn thấy không à, chúng ta dừng lại ở điểm nào ạ? ở đường mưa hai trăm đó đường mưa hai trăm là cái đường mà đã đỡ cho chúng ta đã đỡ cho cái đồ thị giá của bitcoin ở cái mức giá là ba ngàn hai trăm đô đó tất cả những cái đường A đều đóng vai trò rất là quan trọng của chúng ta nếu như các bạn sử dụng đường mưa hai trăm thì các bạn hoàn toàn có thể xác định được cái vùng đáy của, của của cái đợt giảm vừa rồi đó nó chính xác là rơi xuống dụng đường M200 và sau khi rơi được xuống đường M200 thì nó không rơi xuống tiếp mà nó được bật lên bật lên bật lên và tới như cái thời điểm hiện tại thì thời điểm hiện tại chúng ta đã có uh, cái bước đầu tiên này các bạn có thấy là đường màu xanh và đường màu vàng đang cắt nhau đúng không ạ tức là đường M21 và đường ma 100 đang cắt nhau nó giống như thời điểm hiện tại đó là cái dấu hiệu đầu tiên cho chúng ta thấy là một cái sự tăng trưởng nó đang bắt đầu và cái mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái đồ thị giá phải nằm trên đường màu vàng có nữa là nằm trên đường MA21 và chúng ta chờ đợi một cái dấu hiệu tiếp theo đó là đường MA màu, màu đường MA50 và đường MA100 cắt nhau đó, màu xanh lục và màu xanh blue cắt nhau màu xanh lục và màu xanh lá cây cắt nhau đó là thời điểm hiện tại chúng ta sẽ chờ đợi cho hai cái đường MA này cắt nhau một lần nữa và đồ thị thì nó sẽ cái cái xuống nó sẽ rõ ràng hơn cho chúng ta rất là nhiều và nó hoàn toàn nó sẽ báo hiệu cho chúng ta một cái Uh, uptrend trong trong cái thời gian tới đó thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng đường đường MA để mà xác định uh, và cái điều kiện đủ nó sẽ là phải nằm trên đường MA21 miễn là nó phải nằm trên đường MA21 thì chúng ta mới có thể uh, mới có thể nói rằng đó là một cái uptrend thực sự là ổn định còn nếu như mà những cái đồ thị nó nó có những cái xu hướng giảm đột ngột mà phá qua những cái đường MA này thì nó hoàn toàn nó sẽ đi theo một cái xu hướng mới Đúng không ạ đó thì đó là cái mà các bạn có thể có thể dùng đường MA có thể dùng lý thuyết đường MA hoặc có thể dùng hai cái đường MA nhanh và chậm cắt nhau để chúng ta xác định những cái xu hướng trong 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 tương lai. Đó, ở đây chúng ta xuất hiện một cái điểm gọi là điểm golden cross, nếu như các bạn còn nhớ đúng không ạ? Điểm golden cross là điểm gì ạ? Đường MA uh, là hai đường MA nhanh và chậm cắt nhau đó. đó thì nó gọi là điểm golden cross thì chúng ta đã có một điểm rồi ở đây. Đó thì uh, đó là những cái uh, dấu hiệu mà uh, uh, gọi là tích cực cho cho một cái xu hướng giá. Tuy nhiên nó sẽ phải phụ thuộc xem là chúng ta có giữ chân được ở trên đường MA hay hay không đó là chúng ta là cái điều mà chúng ta sẽ cần phải phải quan tâm trong cái thời gian tới. Và một cái đồ thị cuối cùng, đây là một cái trạc đồ thị uh, dài hạn mà mình đã tham khảo được của một pro trader trên thế giới, anh Anh đã chia sẻ, mình nghĩ là cái đồ thị này rất là hay đáng thì chúng ta phải quan tâm và mình nghĩ là rất là ít ai ai dùng cái đồ thị này. Uh, đó là cái đồ thị trạc Triman có nghĩa là một cái cột này nó tương ứng với 3 tháng đúng không ạ thường thường là chúng ta chỉ dùng gọi là trong one man là đã là nhiều lắm rồi một cột tư đương một tháng thì chúng ta đã coi là một cái chạc rất là dài hạn rồi à, còn thời điểm còn cái chạc đồ thị này thì một cột tư đương người ba tháng vậy thì cái đồ thị này nó có điểm gì đặc biệt thì nếu như chúng ta quan sát lại trong quá khứ và cái thời điểm 2014 2015 và khi mà chúng ta giảm giá đúng không ạ và chúng ta à, tạo đáy và chúng ta bắt đầu một cái uptrend mới thì nó cũng chia ra thành hai cái chu kỳ À, một là chương trình một chương trình tăng giá này mình không tính nha. Chương trình giảm giá đúng không? Giảm giá này. À, sau khi sai chương trình sideway này, sau khi sideways chúng ta lại break out đúng không? Chúng ta break out ra khỏi cái downtrend và chúng ta bắt đầu bước đi từng bước từng bước từng bước đi lên những cái uptrend tiếp theo. Và cái thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái xu hướng nó rất là giống so với thời điểm năm 2015. À, chúng ta có một cái downtrend đúng ạ? Sau khi tăng giá chúng ta bắt đầu downtrend này. À, chúng ta tích lũy 3 tháng. À, thời gian tích lũy ở năm nay ngắn hơn thời gian tích lũy của hai năm trước thời hai năm trước chúng ta tích lũy tới 6 tháng chúng ta mới tăng còn thời điểm năm nay chúng ta chỉ tích lũy có 3 tháng mà thôi và sau đó chúng ta sẽ có một cái cột tăng và cột tăng này thì break ra khỏi đào trend đó thì nó rất là giống cái cột này đúng không ạ và thời điểm hiện tại chúng ta đang ở cái cột gọi là cột uh, điều chỉnh sau khi mà tăng giá thì nó giống với cột này đó thì mình thấy là cái xu hướng của của hai cái thời điểm nó rất là giống nhau và nếu như các bạn bật cái đường MA5 lên thì nó sẽ còn một cái điều rất là thú vị nữa đó là các bạn có thể thấy là cái đường MA5 này nó đóng vai trò tương tự như là đường MA5 trong trong chart uh, uh, à trong chart 3 man ấy nó đóng vai trò tương tự như là chạng đường MA21 trên chart Quickly. Tức là cái đồ thị của của Bitcoin mà nằm trên đường MA5 trên chart 3 man này thì nó uh, cho thấy một cái uptrend ổn định nó có thể là khi mà chúng ta break qua được cái đường MA5 đúng không ạ và chúng ta bắt đầu duy trì đi lên tất cả các cột giá đều nằm trên đường MA5 cho tới khi chúng ta rơi xuống dưới thì bắt đầu chúng ta một cái một cái downtrend đó và thời điểm hiện tại chúng ta lại một lần nữa là break qua khỏi cái đường MA5 đúng không ạ và các bạn và các bạn nhìn các bạn để ý là cái đường MA5 của thời điểm 2015 ấy, nó cũng nằm giữa cái cột uh, cột nến xanh này đó và thời điểm hiện tại nó cũng như vậy đó. nó rất là tương đương nhau và sau khi một cái cột nến này thì chúng ta có một cái cột nến gọi là nến doji đi nến doji là cái nến điều chỉnh nến điều chỉnh uh, trước khi mà chúng ta có những cái bước tăng trưởng mới thì hiện tại chúng ta cũng đang có những cái bước điều chỉnh như vậy miễn là cái bước điều chỉnh này nằm trên đường MA5 thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục có một cái uptrend đi tiếp đó và cái đường MA5 này nó, nó rơi ở khoảng vùng giá là 7.500 đô có nghĩa là nếu chẳng may chúng ta rơi xuống vùng 7 mà chúng ta bật lên được thì nó vẫn có khả năng cho chúng ta một cái uptrend diễn ra đây có thể thấy đó thì đường này cũng là một cái đường mà support rất là quan trọng trên chạc là chạc ba măn chạc một cái chạc rất là dài hạn mà các bạn cần phải phải quan tâm và mình nghĩ rằng là để chúng ta có được cái sự tăng trưởng của bitcoin ít nhất là chúng ta phải chờ đợi đến hết tháng 9 hoặc là tháng 10 mình nghĩ là phải qua tháng 10 tháng 11 thì chúng ta mới bắt đầu có được những cái bước tăng trưởng đi tiếp vì chúng ta đã có 6 tháng gọi chúng ta 3 tháng là 3 tháng nữa chúng ta đã có 6 tháng tăng trưởng liên tục và với đồ thị giá của bitcoin thì nó sẽ cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh để nó lấy đà đi tiếp con thấy này, mỗi một cái lần đi lên nó đều phải có một cái lần nhịp nghỉ điều chỉnh và mỗi cái nhịp nghỉ này nó kéo dài tới 3 tháng các bạn nhé sau đó đi lên tiếp này sau đó lại nghỉ 3 tháng này, đi lên tiếp này nghỉ đó cho tới thời điểm mà mà từ tháng 4 cho đến tháng 12 năm 2017 nó là cái sự FOMO rất là lớn nó nó không có cái nhịp nghỉ luôn nó tăng trưởng một cách liên tục thì thời điểm hiện tại mình nghĩ là nó mới chỉ là thời điểm đầu tiên của một cái uptrend và nó sẽ cần phải có những cái nhịp nghỉ như vậy và một nhịp nghỉ thì nó sẽ kéo dài không dưới 3 tháng đó thì nó mới có thể lấy đà lên tiếp thế nên là nếu như các bạn giao dịch hoặc các bạn nào mà đang muốn mua bitcoin để hold thì các bạn mình nghĩ là cái những cái chart như thế này sẽ giúp ích cho các bạn đó để các bạn chọn được cái thời điểm mua hợp lý và các bạn nắm bắt được là cái trend của nó là như thế nào và nếu như mà cái trend đấy nó không theo ý muốn thì các bạn biết đâu là cái thời điểm để mà các bạn thoát ra đó thì mình nghĩ là những cái chặt dài hạn như là một măn hoặc là ba măn sẽ nó rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà gọi là holder chọn để mà hold bitcoin rất là phù hợp. đó thì mình nghĩ rằng là hiện tại chúng ta vẫn chưa có gì phải quá là lo lắng cả. cái bitcoin nó rơi xuống 8.000 đến nữa thì mình nghĩ đây nó không phải là quá điều gì quá là thảm họa. nếu chúng ta nhìn vào một cái bức tranh dài hạn hơn, đúng không ạ? chúng ta sẽ có những cái bước điều chỉnh. chúng ta có bước điều chỉnh trong tháng 7 đúng không ạ? tháng tháng bảy, tháng tám, tháng chín. mình nghĩ là ít nhất phải tháng 9 nữa, đó, tháng chín, sau đó tháng 10 thì chúng ta mới có thể có cái cơ may chúng ta tăng trưởng liên tiếp thì chúng ta cùng chờ đợi xem và cái xu hướng nó như thế nào. Đó thì những cái đồ thị mình đưa ra để các bạn tham khảo và mình hy vọng là các bạn nốt lại được những cái vùng giá quan trọng. Khi mà rơi xuống vùng đó thì chúng ta nên xử lý như thế nào, đúng không ạ? Còn thời điểm hiện tại thì đối với các chart mà mình check thì mình chưa thấy có cái dấu hiệu nào xấu hết. Mình vẫn tin rằng là chúng ta vẫn đang ở trong cái uptrend. Mình vẫn tin rằng là như vậy cho tới khi mà cái chart đồ thị nó chống lại cái điều đó thì mình mới thay đổi cái suy nghĩ của mình còn thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn support cho cái việc Là một cái uptrend nó đang diễn ra và trong một cái uptrend thì nó có những cái thời điểm tăng giảm là chuyện hết sức là là bình thường các bạn đừng có quá chán nản trong cái việc mà thấy bitcoin giảm từ 10.000 đến 9.000 mà các bạn uh, bảo là thị trường này nó lừa đảo là cái gì cái điều đấy nó không phải các bạn cái cách vận hành của thị trường nó nó không phải là nó nó tăng liên tục đó không phải là cách vận hành của thị trường và nếu như các bạn muốn chơi lâu dài trong cái thị trường đầu tư tài chính thì các bạn sẽ phải nắm được là cái xu hướng nó như thế nào và cái cách mà thị trường đấy nó vận hành nó như thế nào thì các bạn mới chơi được kể cả ăn coi ăn coi nó cũng có mùa không? mùa mua mùa bán mùa mùa sideway mùa tích lũy đó thì nếu như chúng ta không 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 biết được những cái cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta chơi kể cả bitcoin như vậy bitcoin nó cũng sẽ có mùa tăng mùa tăng của chúng ta kết thúc rồi đúng không? từ ba 000 đến 14 bốn à, chúng ta còn chờ đợi gì nữa à, chúng ta còn mong đợi gì hơn nữa đúng không ạ ba nghìn 14 bốn là x ba bốn lần rồi đó thì à, sau khi lên 14 bốn thì hãy cho bitcoin một khoảng thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh để mà chúng ta có thể lấy đà lên liên tiếp đó thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn à, và mình nghĩ rằng là trong tháng 9 này nhé, tháng 9 này sẽ là tháng mà cho các ăn uh, coi uh, cho các ăn uh, coi có thể được bật lên thời điểm uh, cuối tháng 8 thì một số ăn coi đã bắt đầu có cái xuống bật lên rồi x 2 x 3 so với đáy và mình nghĩ rằng là tháng 9 sắp tới nó sẽ có nhiều ăn coi hơn gọi là ăn coi season nó sẽ đến một cách rõ, rõ nét hơn uh, mình tin rằng là cái thị trường ăn coi nó vẫn là một cái kênh gọi là bơm xả rất là tốt cho cá mập À, thế nên là cái thị trường này mình nghĩ là họ sẽ có cách để họ duy trì. À có chăng là thời điểm hiện tại họ đang um, họ đang dìm giá và họ đang tích lũy, họ chưa muốn đẩy lên vì một lý do nào đó hoặc là chưa đến cái thời điểm mà họ đẩy lên. Thì họ chưa đẩy lên thôi, còn mình nghĩ là hãy sớm hay muộn thì các coi nó cũng sẽ à, được à, đẩy lên. Và các thời điểm đó thì cái sự dao động của của Bitcoin nó sẽ trầm lắng hơn. Đó chúng ta sẽ có mùa gọi là mùa Bitcoin và mùa coi à nên mua Bitcoin thì mình nghĩ là đã kết thúc rồi. Bitcoin lên lên 14k cái thời điểm mà từ 6k 14k thời điểm tháng 5. Đó, thì tháng 5 tháng 6 là thời điểm gọi là thời điểm của Bitcoin, mua Bitcoin. À, còn thời điểm hiện tại mình nghĩ là trong tháng 9 sắp tới hoặc chính hoặc tháng 10 nó sẽ là thời điểm của của Ancoin. Đó nó sẽ dòng vốn nó sẽ đổ ngược lại coi và sau đó thì có thể là tháng 11 tháng 12 nó lại à, quay trở lại Bitcoin chẳng hạn. Đó thế thì à, cái cách mà dòng vốn nó lưu chuyển trong thị trường là là như vậy. Chúng ta nếu mà chúng ta nắm bắt được cái mùa ấy thì chúng ta sẽ à, tối ưu hóa được cái lợi nhuận nó tốt hơn. Uh, OK, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy nhớ like, uh, comment và share cái video này cho nhiều người uh, biết hơn. Uh, và trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng làm update cho các bạn thường xuyên những cái xu hướng mới của của thị trường để hy vọng là có thể cho các bạn một cái uh, một cái ý tưởng nào để các bạn có thể tham khảo được. Đúng không? Còn các bạn nên tham khảo ý kiến của nhiều người khác nữa. Uh, OK, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Xin chào.